Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với D-Review và trong video ngày hôm nay, mình muốn đề cập đến những sản phẩm gần đây của Oppo đang để lại cho bản thân mình nhiều cảm nhận cực kỳ thú vị mà mình chưa hề thấy ở những mẫu smartphone của Apple hay là Samsung hay là Xiaomi. Cụ thể như nào thì hãy cùng mình theo dõi video ngay sau đây nhé. Đầu tiên thì mình sẽ lấy mốc từ những sản phẩm mới của Oppo trong năm 2018, đó là chiếc Oppo F7 với chip Helio P60, lần đầu tiên được trình diện với hiệu năng chơi game vô cùng đáng sợ ở phân khúc tầm trung vào thời điểm đó. Mãi cho đến gần đây thì mới có chiếc Nokia X5 hay là chiếc Oppo F9 mới được sở hữu lại con chip này và hiệu năng của nó được đánh giá là nhỉnh hơn cả con chip Snapdragon 660 của Qualcomm. Ngoài ra thì về thiết kế, máy cũng được trang bị một lớp vỏ kính kèm với khung kim loại chắc chắn, hay cả đến phần tai thỏ của Oppo cũng đi theo xu hướng của nửa đầu 2018 luôn. Bên cạnh đó thì camera selfie vẫn là thế mạnh của hãng này và ngay cả đến nhiều chế độ dành riêng cho chơi game cũng được Oppo tinh chỉnh một cách tuyệt vời. Dừng lại với Oppo F7 thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc cách mạng của Oppo với Find X và F9. Flagship Find X ngay khi ra mắt đã giành được nhiều sự chú ý của fan công nghệ và điểm nổi bật nhất đó chính là màn hình full viền, không tai thỏ, chỉ có màn hình và màn hình mà thôi. Máy có thiết kế sang chảnh, bao bọc bởi chiếc áo kính phiên bản với nhiều màu sắc và cái phiên bản màu ánh tím là phiên bản mình đánh giá khá là cao. Hiệu năng mạnh mẽ nhất trong thế giới Android với chip Snapdragon 845 bắt kịp với hàng loạt flagship tên tuổi như là Mi 8 hay là Mi Mix 2S. Và người ta đặt ra câu hỏi là Oppo đã giấu camera của mình ở đâu? Và đây là phần được Oppo đầu tư chất xám thành công để đổi lấy màn hình full viền trên Oppo Find X. Hệ thống camera thỏ thụt được Oppo phát triển nhận được khá nhiều phản hồi tích cực vì điểm sáng tạo cũng như chịu chơi, dám nghĩ dám làm. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều luồng ý kiến hoài nghi về độ bền của hệ thống camera thỏ thụt này, nhưng bằng chứng là Find X vẫn cháy hàng tại Trung Quốc trong ngày mở bán đầu tiên. Chốt lại về Find X thì hội tụ được đủ khá nhiều các yếu tố như là đẹp, khỏe cho một chiếc smartphone hoàn hảo, nhưng hình như họ mong chờ nhiều hơn ở Apple hay là Samsung sẽ tạo ra một sản phẩm hoàn hảo hơn là Oppo làm điều này. Chưa dừng lại ở đó thì Oppo tiếp tục tự tin sải bước với Oppo F9 mới nhất gần đây. Họ phàn nàn về trào lưu tai thỏ, suy cho cùng cũng là vì mục đích muốn mang lại một màn hình full viền, hiển thị được nhiều thông tin và diện tích sử dụng cao hơn, đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho một chiếc smartphone. Và Oppo thu hẹp cái tai thỏ thành giọt nước trên chiếc F9. Đây có phải là nỗ lực cố gắng của Oppo hay không? Chắc chắn là như vậy. Kể từ khi Essential Phone lặn mất tâm với cái rãnh cực nhỏ của mình thì chả ai nghĩ sẽ có một hãng smartphone nào sẽ đi theo vết xe đổ ấy, nhưng Oppo vẫn làm, đơn giản vì họ dám thực hiện những gì họ nghĩ là tốt cho người dùng và họ biết người dùng cần gì. Họ đã thay khác thêm một khía cạnh cực tốt, người dùng cần tốc độ sạc pin nhanh hơn và thật tuyệt vời, công nghệ sạc nhanh VOC tiếp tục phát triển và với Oppo F9 bạn sẽ chỉ cần sạc trong 5 phút và sẽ có 2 giờ liên lạc liên tục. Quả thực là quá ấn tượng với con số này. Nhìn chung thì F9 vẫn giống với F7, Oppo chỉ cải tiến những gì mà người dùng mong muốn thêm, đó chính là bỏ phần tai thỏ đi, thay bằng giọt nước, hay là thay bằng một cái gì đó đại loại nhỏ hơn và không chướng mắt như là tai thỏ. Cùng với đó là hệ thống sạc nhanh để sử dụng liên tục hơn. Còn lại những gì trên chiếc F7 so với mức giá từ 7 triệu đến 8 triệu thì hiệu năng hay là thiết kế vẫn là quá tốt. Nhìn sang Xiaomi, từng tự hào là hãng điện thoại Android giá rẻ và làm hài lòng người dùng ở mọi phân khúc. Nhưng hãy cứ đợi mà xem, nếu không có sự sáng tạo thì khó có thể tồn tại trong thế giới công nghệ thay đổi từng giây. Nên hãy cứ dè chừng với những hãng smartphone Trung Quốc như là Oppo hay là Huawei. Họ đang nắm lấy cơ hội và chỉ còn đợi thời cơ để trỗi dậy mà thôi. Và kết lại video ngày hôm nay thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ với các bạn là Oppo F9 đang có mức giá cực tốt tại Di động Thông minh và được Di động Thông minh hỗ trợ đặt hàng với mức giá là 7.690.000 đồng, được tặng kèm thêm một số phần quà hay là hỗ trợ trả góp nữa. Chi tiết thì mình sẽ để link ở phần mô tả video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video số sau. Bye bye!